Chào mừng tất cả mọi người đến với channel của mình và mình là Linh Tê. Ở video trước, mình đã giới thiệu với mọi người 5 tips giúp travel video của chúng ta trở nên chuyên nghiệp và nghệ thuật hơn. Và mình đã nhận được một số comment và phản hồi của mọi người yêu cầu mình làm video hướng dẫn cách quay phim trên điện thoại. Và thực sự thì đúng là không phải ai cũng bỏ ra vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng để mua một chiếc máy ảnh hay là máy quay chỉ để quay phim về đời sống, du lịch hay là làm vlog. Chính vì thế, một chiếc smartphone là sự lựa chọn tốt nhất. Mình đã tìm kiếm trên YouTube và thấy khá là nhiều video hướng dẫn cách quay phim trên điện thoại sao cho đúng cách, đúng tỷ lệ và khung hình và những lưu ý khi quay phim trên điện thoại. Thế nên là những vấn đề đó mình sẽ không nói tới mà mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em cách quay phim sao cho nó ít rung lắc và mượt mà nhất có thể. Đó là một vài footage mình sử dụng chiếc Nova 3i này để quay lại và mình không sử dụng bất kỳ một sự hỗ trợ chống rung nào, kể cả chống rung trên Adobe Premiere. Hiện tại thì có khá là nhiều cách chống rung khi quay phim trên điện thoại, như là chúng ta có thể đầu tư vài triệu đồng để mua một chiếc gimbal 20-30 hoặc là sử dụng các cái app quay phim trên điện thoại có cái chức năng chống rung, ví dụ như là Filmic Pro. Và mình nhớ thì cách đây khoảng 2-3 năm lúc mà mình học đại học thì trước khi mình sử dụng con Sony A6300 này thì mình sử dụng điện thoại quay phim rất là nhiều. Và lúc ấy thì cái khái niệm gimbal nó chưa hề phổ biến. Thế nên là quay bất kỳ thể loại nào từ travel cho đến phim ngắn hay là MV ca nhạc thì mình đều sử dụng chống rung bằng cơm hết. Thế nên là mình đã đúc kết được một số kinh nghiệm để sao cho khi quay chúng ta có được những cái khung hình, những cái shot hình mà nó mượt mà nhất. Điều đầu tiên chúng ta phải nhớ đó là luôn luôn cầm điện thoại bằng hai tay. Dù là quay phim trên điện thoại hay là máy ảnh, máy quay đi chăng nữa thì chúng ta cầm bằng hai tay nó sẽ chắc chắn hơn và cân bằng hơn cầm một tay. Tiếp theo đó là tìm điểm tì để cố định hai tay. Nhưng mà đối với mình ấy thì mình hay sử dụng chính cơ thể của mình, nghĩa là mình dùng hai khuỷu tay của mình chống vào bụng này thì nó sẽ di động hơn là khi chống vào những cái vật thể cố định. Và khi chúng ta tìm được cái điểm tì cho hai tay như thế thì sẽ giúp cho hai tay của chúng ta nó trở nên cố định hơn và nó sẽ bớt mỏi hơn khi chúng ta quay những cái shot hình dài. Và đối với những cái động tác di chuyển máy khi quay phim ấy, ví dụ như là lia trái, lia phải, lên xuống thì chúng ta hạn chế hết mức việc sử dụng toàn bộ cơ thể để di chuyển, ví dụ như là bước sang trái, bước sang phải. Bởi vì khi mà chúng ta di chuyển như thế thì khi chúng ta bước đi nó sẽ tạo một cái sự rung lắc nhất định hơn là việc chúng ta đứng yên một chỗ. Đứng yên một chỗ thì không phải là chúng ta không thể sử dụng các động tác lia máy, mà thay vào đó chúng ta sử dụng cái phần thân trên của chúng ta để quay sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Chúng ta có thể tưởng tượng là khi chúng ta làm như thế thì cái xương sống của chúng ta giống như một cái trục xoay của một chiếc chân máy ảnh hay là máy quay. Và chắc chắn là việc đứng yên một chỗ như thế, chúng ta sử dụng các động tác lia máy thì nó sẽ cố định và nó sẽ ít bị rung lắc hơn cái việc chúng ta di chuyển. Còn đối với các cái động tác mà yêu cầu chúng ta phải di chuyển như tiến lại gần hay là lùi ra xa vật thể thì chúng ta vẫn cầm nguyên máy như ở trên và chúng ta chỉ có thay đổi đó là chúng ta bước thật chậm từng bước, hai chân của chúng ta trùng xuống thấp, tiến lại gần vật thể hoặc lùi ra xa. Và đó là một số mẹo của mình khi quay phim bằng điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào mà không có sự hỗ trợ chống rung gimbal. Và nếu muốn cho những cái footage của chúng ta trở nên mượt mà hơn thì chúng ta có thể về sử dụng các hiệu ứng chống rung trên các phần mềm dựng phim như Adobe Premiere hay là DaVinci. Hy vọng video này sẽ giúp cho mọi người một chút gì đó khi quay phim trên điện thoại. Và nếu mọi người thấy video này bổ ích thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.